Và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên này được chị Lâm kích tâm tuyển chọn từng viên một cùng thông số, kích thước, độ sạch, độ đẹp. Đồng hồ nổi tiếng xa xỉ bậc nhất trên thế giới hiện nay đến từ đất nước Thụy Sĩ, lên quanh 300 triệu đồng. Chị Lâm trân trọng giới thiệu, đây là chiếc đồng hồ Rolex V41. Đây là phiên bản Gold Diamond. Cả vàng này, chỗ nào vàng, đó chính là vàng nguyên khối chính hãng của hãng đồng hồ nổi tiếng này. Một trong những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng xa xỉ bậc nhất trên thế giới hiện nay đến từ đất nước Thụy Sĩ. Và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên này được chị Lâm kích tâm tuyển chọn từng viên một cùng thông số, kích thước, độ sạch, độ đẹp lấp lánh nhất để mình đến vào chiếc đồng hồ này, để cho chiếc đồng hồ trở nên rực rỡ, sáng và chiếu lấp lánh nhất, đẹp nhất, và đến full luôn ở bên trong mặt điều này. Ngoài trừ những cái số giờ từ 1 đến 12, kể cả phần khóa, khóa đeo cũng là vàng nguyên khối AU750, và những viên kim cương đến với trên phần khóa này cũng là những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn từng viên một. Với thiết kế của chiếc đồng hồ Rolex thì thường chúng ta sẽ thấy là đeo vào cổ tay sẽ ôm rất gọn và rất đẹp, gần giống như hình chữ nhật, và có giác bầu các cạnh lại tạo nên một vẻ cuốn hút vô cùng sang trọng đẳng cấp. Đây là dòng V41 dành cho nam, tương tự đối với nữ thì sẽ có dòng V32 dành cho nữ. Nam có bản nào thì nữ sẽ tương đương gần như là có bản đó. Ví dụ như đây là bản nam Gold Custom kim cương thì bản nữ cũng sẽ có bản Gold Custom những viên kim cương tuyển chọn. Nữ sẽ có màu trắng, có màu đen, thân vỏ bằng thép, và đến những viên kim cương hột xoàn custom tuyển chọn thì nam cũng sẽ có phiên bản như vậy. Với dòng đồng hồ Rolex V41 này, phiên bản Gold này, bên trong có bộ máy automatic. Đồng hồ có 3 kim giờ, phút và giây, một ô lịch ngày ở vị trí góc 6 giờ. Vì vậy ngay vị trí góc 6 giờ này mình không thấy hết số 6, bởi vì cái khúc phần trên của số 6 đã được thế vào đó là ô lịch ngày. Và hãy đón xem những video clip tiếp theo, chị Lân sẽ review chi tiết về những sản phẩm đẳng cấp sân trọng thượng lưu mà sắp tới sẽ làm cho quý khách cảm thấy rất thích thú và thú vị. Đến đây chị Lân trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Chị Lân Luxury, sân trọng đẳng cấp thượng lưu.